vết nứt đáng sợ từ thảm họa động đất làm vẻ công cả một con đường. Ảnh vệ tinh cho thấy các chính nước trên bề mặt tại một khu vực rộng lớn ở Thổ Nhĩ Kỳ đã được tạo thành sau khi động đất xảy ra. Trận động đất mạnh 7,8 độ Richter làm trung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ và Syri hôm 6 tháng 2 vừa qua vẫn còn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Tính đến nay, trận động đất kinh hoàng đã khiến hơn 41.000 người thiệt mạng. Chúng ta đang đối mặt với một trong những thảm họa thiên nhiên lớn nhất không chỉ ở đất nước chúng ta mà còn trong lịch sử nhân loại. Ông Tayyip tổ Erdogan, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết trong một bài phát biểu mới đây, các vệ tinh quan sát trái đất đã liên tục đánh giá mức độ thiệt hại ở hai quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau khi hàng loạt dư chấn sau trận động đất xảy ra. Trong một hình ảnh được chụp bởi vệ tinh của công ty quan sát trái đất Massa Technologies của Mỹ, có thể thấy một vết nứt đã xuất hiện và chạy cắt ngang con đường xuất hiện khi ba mảng thạch quyển gặp nhau ở khu vực bị ảnh hưởng. Theo các nhà địa chất học, ba mảng thạch quyển này gồm mảng Anatolia, mảng Ả Rập và mảng Châu Phi. Đáng kinh ngạc hơn thông qua hình ảnh được đối chiếu tại thời điểm trước và sau khi xảy ra động đất, có thể thấy thảm họa thiên nhiên dường như đã thay đổi độ công của cả con đường kéo dài qua khu vực này. Các nhà nghiên cứu cho rằng, đây là minh chứng hùng hồn nhất mô tả sức mạnh của hai trận động đất khủng khiếp có cường độ lần lượt là 7,8 độ Richter và 7,5 độ Richter khiến hàng chục ngàn người thiệt mạng. Một hình ảnh khác được chia sẻ trên trang Twitter cá nhân của nhà địa chất học Reza Arora cũng cho thấy một rãnh nước sâu và rất dài đã cắt ngang qua những gì trước đây là một con dốc. Tim Dry, người đứng đầu trung tâm quan sát và lập mô hình động đất núi lửa kiến tạo cũng xác nhận rằng hai dính nước được sinh ra bởi cơn địa chấn nằm trong số những biến đổi địa chất dài nhất và rõ rệt nhất từng được quan sát thấy. Theo đó, chính nước dài hơn được tạo ra bởi trận động đất mạnh 7,8 độ Richter đầu tiên, kéo dài khoảng 300 km về phía đông bắc của biển địa Trung Hải. Dích nước ngắn hơn, dài 125 km, sinh ra bởi cơn chấn động thứ hai chạy song song với một phần của dích nước đầu tiên. Các chỉ tinh quan sát trái đất của châu Âu ước tính rằng mật đất dịch chuyển sắp xỉ 5 m ở một số khu vực xung quanh dích nước. Theo thống kê từ WHO, Trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ chính là thảm họa tồi tệ nhất châu Âu trong 100 năm qua. Mức thiệt hại từ trận động đất này được ước tính vào khoảng 84,1 tỷ đô la Mỹ, đứng thứ ba trong số những thảm họa thiên nhiên gây thiệt hại nhiều nhất, đứng sau trận động đất tứ xuyên Trung Quốc năm 2008 và thảm họa kép động đất sóng thần Tohoku Nhật Bản năm 2011. Mặc dù chỉ có cường độ là 7,8 độ Richter ở vùng tâm chấn, song những trung động địa chất của thảm họa đã khiến nhiều cơ sở hạ tầng của hai quốc gia bị phá hủy nặng nề, cùng với hàng nghìn người vẫn nằm dưới các đống đổ nát. Cảnh báo sốc của Thủ Nhĩ Kỳ nếu xảy ra động đất lớn ở Istanbul Thị trưởng thành phố Istanbul cảnh báo khoảng 90.000 tòa nhà có nguy cơ bị sụp đổ nếu một trận động đất lớn tấn công thành phố lớn nhất của Thủ Nhĩ Kỳ này. Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu cho biết trên một chương trình truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ rằng ước tính hiện tại về các tòa nhà có nguy cơ sụp đổ trong trận động đất lớn gần gấp đôi so với dự báo của chính quyền trước. Thị trưởng Istanbul Ekrem Imamoglu hôm 15 tháng 2 cho biết chúng tôi phải tiến hành rất nhanh để cải thiện các cấu trúc và đưa chúng phù hợp với quy tắc xây dựng của Thổ Nhĩ Kỳ đối với việc xây dựng những khu vực dễ xảy ra động đất. Tuyên bố trên được đưa ra sau khi có hơn 6.000 tòa nhà sụp đổ trong trận động đất hôm 6 tháng 2 khiến hơn 41.000 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syri. Hai người phụ nữ đã được kéo ra khỏi đống đổ nát ở thành phố Karaman Maras và một bà mẹ cùng hai đứa trẻ được giải cứu ở thành phố Atakia, Thổ Nhĩ Kỳ hôm 15 tháng 2, khi các nỗ lực cứu hộ chuyển sang cứu trợ những người sống sót 9 ngày sau trận động đất. Lực lượng cứu hộ dỗ tay và ôm nhau khi xe cứu thương chở một cụ bà 74 tuổi được cứu ở Karaman Maras và trước đó một phụ nữ 46 tuổi cũng được cứu ở cùng thành phố này gần tâm chứng của trận động đất. Sau đó một người phụ nữ tên là Ella cùng các con Mesam và Ali cũng được kéo ra khỏi đống đổ nát của một khu chung cư ở Antakya. Sau trận động đất 228 giờ đồng hồ, hàng triệu người đang cần diện trợ nhân đạo, trong đó nhiều người sống sót trở thành người vô gia cư trong điều kiện nhiệt độ mùa đông giá rét. Trọng tâm hoạt động cứu hộ giờ đây chuyển sang hỗ trợ những người sống sót, phần lớn cơ sở hạ tầng vệ sinh của khu vực bị hư hại hoặc không thể hoạt động do động đất. Các cơ quan y tế hiện đối mặt với một nhiệm vụ khó khăn là ngăn chặn dịch bệnh. Tổ chức Y tế Thế giới WHO hôm 15 tháng 2 cho biết, họ đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của người dân ở Tây Bắc City, khu vực do quân nổi dậy kiểm soát và ít được tiếp cận với diện trợ. WHO kêu gọi Tổng thống Syria Bashar al-Assad mở thêm các cửa khẩu biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ để cho phép hàng diện trợ đi qua. Ông Batir Petilicev, đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới tại Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo rằng tình trạng thiếu nước ở các khu vực bị động đất làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lây truyền qua đường nước và bùng phát các bệnh truyền nhiễm. Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 20 người có bài đăng khiêu khích sau động đất Chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 20 người có bài đăng trên mạng xã hội với nội dung mang tính khiêu khích về trận động đất ngày 6 tháng 2, Bloomberg đưa tin. Hành động của các cơ quan chức năng Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong bối cảnh chính quyền đất này bị chỉ trích vì đã không có biện pháp ứng phó kịp thời trong những ngày đầu tiên sau trận động đất hôm 6 tháng 2. Trận động đất cho thế này đã khiến hơn 40.000 người thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ cho biết lực lượng này đã phát hiện 613 chủ các tài khoản mạng xã hội có hành vi lan truyền, sợ hãi và quản loạn trong nội dung các bài đăng. Trong số này, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ đã có hành động pháp lý đối với 293 cá nhân. Tính đến ngày 15 tháng 2, 78 người đã bị tạm giữ và 20 người khác đã bị bắt giữ. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan đã liên tục chỉ trích các hoạt động lan truyền thông tin giả trên mạng xã hội về trường Đông đức và công tác ứng phó thảm họa của chính phủ. Vào hôm 14 tháng 2, ông Erdogan đã kêu gọi người dân phớt lờ những lời nói dối, mang tính kích động, dối trá của những đối tượng gây rối. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ cho biết những đối tượng lan truyền thông tin giả sẽ được chính quyền nước này theo dõi. Trước đó, theo hãng thương tướng Anadolu, chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cũng đã bắt giữ 100 người tại 10 tỉnh bị ảnh hưởng với trận động đất ở nước này. Các vụ bắt giữ được tiến hành sau khi Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ ra lệnh cho các quan chức ở các tỉnh trên thành lập đơn vị điều tra tội phạm động đất. Theo The New York Times, trong số những người bị bắt giữ bao gồm hàng chục nhà thầu bị chính quyền Thổ Nhĩ Kỳ cáo buộc có liên quan đến một số tòa nhà bị sập trong trận động đất kinh hoàng hôm 6 tháng 2. Đoàn cứu hộ quân đội Việt Nam trinh sát 8 điểm, phát hiện 3 nơi có nạn nhân. Lực lượng của quân đội nhân dân Việt Nam tiến hành trinh sát 8 điểm, phát hiện 3 điểm có người bị nạn, trong đó có khu vực sâu và khó tiếp cận nhất ở khu vực đảm nhiệm tại tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ. Thông tin từ Bộ Quốc phòng cho biết ngày 15 tháng 2, Đoàn Cứu hộ Cứu nạn của Quân đội Nhân dân Việt Nam tham gia hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại tỉnh Hà Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, tiếp tục triển khai lực lượng thực hiện nhiệm vụ. Đoàn chia làm hai đội để thúc đẩy công tác tìm kiếm nạn nhân. Đội 1 do thiếu tướng Phạm Văn Tị, Phó Tránh Văn phòng Thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Phó cục trưởng Cục cứu hộ cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, trưởng đoàn chỉ huy tìm kiếm tại xã Hasi Ome thuộc tỉnh Ankatia, thủ phủ tỉnh Hatay mà ngày 14 tháng 2 đoàn đã khảo sát hiện trường đội 2 do thượng tá nguyễn duy minh trưởng phòng mỹ úc phi cục đối ngoại bộ quốc phòng phụ trách hỗ trợ đội cứu hộ của ba ranh tìm kiếm tại khu vực dân cư tại đường harapasi của ankakia thành phần hai đội đều có bộ đội công binh chó cứu hộ và quân y trước đó phía ba ranh nhờ lực lượng của quân đội việt nam phối hợp vì phía bạn không có các thiết bị cứu hộ công binh và chó nghiệp vụ Kết quả, lực lượng quân đội Việt Nam đã tiến hành trinh sát 8 điểm, phát hiện 3 điểm có người bị đạn. Trong đó đội 1 đã tìm được hai vị trí có nạn nhân không qua khỏi và bàn giao cho lực lượng cứu hộ hạng nặng địa phương. Đội 2 cùng phía Ba tiến vào khu vực sâu và khó tiếp cận nhất ở khu vực đảm nhiệm. Tại đây, đội đã phát hiện vị trí có nguồn hơi người trong đống đổ nát của một hộ gia đình. Do khối lượng bê tông lớn, đường hẹp, phương tiện máy móc chưa vào hỗ trợ được, nên đội đã bàn giao lại vị trí có nguồn hơi cho gia đình để báo cho chính quyền sở tại tiếp cận hỗ trợ. Kết thúc ngày tìm kiếm, hai đội trở về nơi đóng quân tại sân vận động Hà Tây tại Antakya, đảm bảo an toàn tuyệt đối về mọi mặt.